Xin chào toàn thể anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Nhau Yo. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý cho anh em hai chiếc đẩy đến hiệu ETC, hàng chính hãng có mã là KH1400 với công suất sẽ là 1400W một kênh nhân cả đẩy 4 kênh. Và hàng này em vẫn sẽ bảo hành thanh lý giá tốt, cực kỳ là tốt cho các bác, nhưng vẫn sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Đấy, thì trước khi vào video nhá, anh em nào đang theo dõi chưa like video, chưa đăng ký kênh thì hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Yo ạ. Và đây xin giới thiệu chi tiết về dòng mẫu đẩy này để cho các bác biết được, sau đó là báo tình trạng và sẽ báo giá cực kỳ sốc ở cuối video nhá. Ở đây em sẽ có hai chiếc đẩy, đây là hàng bom, khách bom hàng và hoàn về. Và tình giới thiệu về nội thất, về mặt trước nội thất, sau đó là báo giá tình trạng của chiếc đẩy này nhá, để cho các bác nắm được. Với thiết kế anh em thấy mặt trước của nó là điểm nổi bật, có đầu tiên phải nói đến là màn hình LED hiển thị đầy đủ các thông số, ví dụ như là công suất của từng kênh 1, 2, 3, 4 này, và tín hiệu đầu vào của từng kênh 1, 2, 3, 4, tốc độ quạt gió và nhiệt độ của từng vế. Đấy, nhiệt độ từng vế C1, C2, C3, C4 và tốc độ quạt gió chạy. Đấy, rất là cao cấp luôn cho các bác nhá. Và mặt trước của nó hai quai sách hai bên này, đảm bảo anh em sách đâu rất là tiện, và có tai bắt tủ âm thanh. Và đây là hai bên này sẽ là hệ thống đan mắt cáo để hút quạt hút gió mát vào để làm mát cái mạch công suất. Và đây sẽ quay cho em về nội thất của chiếc đẩy này nhá. Đây, em đã có một chuẩn bị sẵn cho các bác và anh em, một chiếc đẩy em đã tháo ra rồi. Thì nội thất của nó đây, KH1400 nhá. Nội thất của nó thì anh em có thể thấy này, với một nguồn đồng size 22. Đấy, một dòng đẩy rất là quen thuộc rồi, thì nó đã sử dụng một nguồn đồng size 22 này, kết hợp với cả 24 tụ lọc nguồn. Đấy nhá, phiên bản này phiên bản nâng cấp, 24 tụ lọc nguồn cho 4 kênh. Đấy, thường sẽ là các cái đẩy này nó chỉ sử dụng là 4 tụ cho một kênh thôi, nhưng đây là sử dụng 6 tụ cho một kênh, tổng cộng là 24 tụ lọc nguồn. Và hệ thống hoàn toàn chạy bằng sò trường LGVK. Anh em thấy không? Hoàn toàn bằng chạy bằng sò trường LGVKS. Đấy. Và tổng cộng là có 80 sò trường LGVK, cả bù áp nữa anh em nhá. Đây là bù áp, hệ thống bù áp của từng kênh này. Có hai con trên, hai con dưới. Hai con trên, hai con dưới này, và đây cũng vậy. Đấy, tất cả sò trường anh em nhìn thấy nhá, sò trường LGVK này. Đấy. Và loại sò là loại to, cho to, rất là to luôn cho các bác. Đảm bảo đánh cực kỳ khỏe và uy lực anh em nhá. Đấy, nội thất thì quá là khủng luôn ạ. Và thiết kế mạch con này là thiết kế mạch CLH này. Và có rơ le chống cháy. Anh em nhìn thấy không? Thiết kế CLH đảm bảo cho anh em là đánh uy lực cũng như là độ bền cực kỳ cao. Và rất ít bị lỗi vặt. Mạch thiết kế này là mạch cắm nhá, mạch cắm nên độ bền cực kỳ tốt, cũng như là sau này có vấn đề gì cực kỳ dễ sửa chữa. Đấy. Và rơ le đây, em nhìn rơ le của từng kênh đều có. Từng kênh kể cả mạch nguồn này cũng có rơ le chống cháy. Một mẫu đẩy cực kỳ cao cấp, và sẽ quay cho đằng sau nhá. Đây, quay mẫu đẩy đằng sau cho các bác xem tường tận luôn ạ. Đây là đằng sau của mẫu đẩy KH1400 này. Hai quạt gió hai bên này, và đằng trước cũng sẽ có hai quạt gió này. Tổng cộng là sẽ có 4 quạt gió cho anh em nhá. Và đây tín hiệu đầu vào 1, 2, 3, 4. Các bác có thể là xuống vang kết nối trực tiếp. Khi mà anh em dùng full thì kết nối C1, C2, sau đó link từ 1 sang 3 và 2 sang 4. Còn đâu là anh em dùng 2 full và 2 sup thì anh em có thể C1, C2 là đánh full, mà C3, C4 là đánh sup. Đấy. Và đây là các tín hiệu đầu ra, có cầu ra loa, rắc lưu trích đầy đủ luôn cho các bác. Ok chưa? Một mẫu đẩy KH1400 cực kỳ chất lượng, sẽ quay luôn cho các bác ở đây. Quay luôn cho các bác để các bác xem. Đấy, KH1400. Và đây có hai con này thì nó khác biệt một chút. Đây nhá, hai con này thì nó do tình trạng của nó là khách bom hàng. Đấy, khách bom hàng anh em có thể nhìn thấy nó bị do vận chuyển nó hơi bị móp một chút như này. Đấy, có thể một chút anh em về nhà tháo lỏng con ốc này, ấn xuống là được. Đấy, móp một chút thôi, không có vấn đề gì cả, hàng vẫn còn nguyên hộp luôn cho các bác. Và như con này nhá, thì ngày hôm nay em có hai chiếc em sẽ thanh lý cho các bác, thanh lý giá cực kỳ là sốc. Và trước khi em báo giá thì em sẽ test cho em nghe thử chất âm của dòng đẩy ETC KH1400 này, xem các bác có thể xem nào đánh uy lực hay không, tiếng có sáng hay không nhá. Và với công suất là 1400 thì em sẽ giới thiệu cho các bác làm ghép loa như nào, ghép sub như nào cho phù hợp. Ví dụ nha, mỗi kênh này các bác có thể đánh cho em 1 chiếc 40 cộng 100, hai kênh 2 chiếc 40 cộng 100, hai kênh còn lại đánh sub đơn 50 cộng 100 là sẽ bảo đảm cho em dư công suất. Còn anh em dùng full 40 cộng 76 thì mỗi kênh này là một đôi. Đấy, mỗi kênh là một đôi, rất là khỏe cho các bác. Loa 30 cũng một đôi, và sub thì thật sự anh em nó bao cho các bác đánh
súp đơn 50 cộng 100 cực kỳ là khỏe cho các bác. Đấy, và đây sẽ test luôn cho anh em nhá. Để đây và test cho anh em nghe thử chất âm của mẫu đẩy này. Đấy, em hiện tại em đánh là 1:30 cho set 1, set 2. Khoảng nửa công suất là rất là khỏe luôn rồi. Hai con này là hàng bom em đã nói rồi và em sẽ thanh lý cho các bác. Đấy, ngoài kia thị trường bán cực kỳ đắt và em cam kết video này em sẽ nói là bán rẻ nhất Việt Nam. Hai chiếc này duy nhất em chỉ bán cho các bác là 6.100.000 và bên em sẽ bao ship này, tặng cho em 4 dây ca lông cho các bác. 6.100.000 bao ship, tặng 4 dây ca lông và nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán. Và hàng này em nói thật sự giá này giá thanh lý rẻ nhất Việt Nam rồi, nhưng bên em vẫn sẽ bảo hành cho các bác là 1 năm. Bảo hành cho các bác 1 năm cho các bác, ok chưa? Những chiếc đẩy ETC KH1400 này và cam kết chất lượng cho các bác, đánh cực kỳ khỏe, em nhận hàng được kiểm tra khi thanh toán, không phải cọc. Anh em nhá, test thử ok anh em thanh toán, không ok trả lại em. Không phải mất một đồng tiền nào anh em cọc cả. Đấy, cực kỳ tốt cho các bác. Và các bác theo dõi video nhá. Thấy sản phẩm chất lượng, thấy giá tốt thì các bác nhớ hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông. Cảm ơn các bác anh em rất là nhiều ạ. Xin chào anh em.